Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chút nữa thì chúng ta sẽ đi đến cái địa chỉ 72-74 đường Km. Thì hiện tại em đang có mặt ở đường Bến Vân Đồn, con đường thuộc quận 4. Ở đây có tòa nhà mới xây. Chúng ta đang ở góc đường Bến Vân Đồn và Nguyễn Trường Tộ. Thì theo dọc cái tuyến đường Bến Vân Đồn này thì chúng ta sẽ đi đến cái cầu Km. Đây có công trình không để tên nên mình không biết công trình này xây dựng cái gì nữa, nên cặp bờ sông sông Đào Hủ. Do mình đi ngược với mặt trời nên có lẽ camera mình sẽ hơi tối, nên cô chú anh chị mình thông cảm ha. Một số hình ảnh xíu nữa đi đến kia thì ngược xuôi dòng rồi ta sẽ thấy rõ hơn. Hiện tại bây giờ là 5:30 chiều. Mình đi bọc qua cái công viên cặp cái bờ kè. Ngày xưa cái bờ kè này là một cái dãy nhà, cái dãy nhà tạ, dãy nhà nhà sàn trên nửa trên bờ, nửa dưới nước, nửa dưới sông. Rồi sau đó nhà nước mới quy hoạch thành cái bờ kè. Bờ kè để chống sạt lở và mỹ quan đô thị. Đây ta nhìn bên kia là quận nhất. Cái dòng sông sông Tàu Hủ. Để mình kiếm đường mình qua bên cặp mấy sông. Ở đây thì rất là nhiều cái công trình mới được quy hoạch nên mình không còn thấy những cái kiến trúc ngày xưa nhiều. Ta đi qua ven sông. Ta nhìn bên kia là cầu móng, cầu xanh xanh. Lúc nãy em có review cô chú anh chị mình xem rồi đó. Và một cái dãy bờ kè rất là đẹp. Bây giờ hành trình chúng ta là đi đến cầu Km và mình bọc trái, rồi xong cái mình đi qua đường mình lên cầu và đi qua bên kia quận nhất. Đến đó thì chúng ta sẽ khép lại hành trình của chúng ta trong cái đoạn video này. Đây họ trồng cái hàng cây bông bụp, nhìn rất là mát ha. Buổi chiều mình đi bộ một vòng Sài Gòn về thấy rất là dễ chịu và về ăn cơm sẽ ngon hơn. Hàng hoa dâm mục. Không biết bên đây có cái hướng để mình qua cầu hay không ta. Đây có cái đường đây.
mấy đường luôn. Đi dưới gầm cầu, hai dưới gầm cầu thì cũng trồng những cái cây này, không biết cây gì ta, không biết những loại cây này cây gì, giống như vậy tiêu vậy đó mà nó không phải. Là đang dưới cầu Cam Mét. Những cái nhánh tẻ này là mới làm sau này nha, để đi xuống con đường Bến Nhân Đồn. Còn những cái đường trục chính ở bên từ quận nhất và quận tư thì đã có lâu rồi, hai nhánh này mới làm sau này thôi. Để đi đến cái địa chỉ 7274 thì chúng ta phải đi một vòng đường Bến Nhân Đồn để lên cầu. Bây giờ chúng ta lên cầu nha. Cầu theo hướng này. Thấy bên kia là đi muốn qua bên kia thì mình phải đi vòng qua bên đây nữa. Nó một số hình ảnh về bên quận tư gửi đến cô chú anh chị có đã từng gắn bó ở cái khu vực này. Rồi, ở đây có qua đường được hay không? Rồi, sau một lúc đi vòng thì em đã đến được cái góc đường Vĩnh Khánh với Bến Nhân Đồn. Hướng này thì chúng ta ra đường Hoàng Diệu. Rồi hướng này chúng ta lại tiếp tục đi đến cầu Cam Mét nha. Để đi đến địa chỉ 72 Cam Mét. Không, 72 đường Đoàn Văn Bơ chứ. Tại cầu Cam Mét nó liền từ đường Cam Mét qua đường Đoàn Văn Bơ. Ở đây là đường Bến Vân Đồn. Ở đây có quán cà phê. Ở dưới chân cầu này có cái đường để chúng ta đi lên nè. Thôi nhưng mà anh ta không đi đường này, chúng ta đi vòng hướng này để mình nhìn thấy rõ hơn. Chắc lẽ hành trình này mình sẽ đi vòng qua đường Hoàng Diệu rồi mới về cầu Quận Tư cho nó gần ha. Cầu không phải cầu Lãnh. Đây là số 10 đường Văn Bơ. Rồi tới số 20 đường Văn Bơ. Trên mạng hay nói có cái câu là nhà tôi ở Bến Nhân Đồn,
có cầu Ca Mét, có đoạn Văn Bơ. Đây chúng ta đến 50 rồi nè, 50 Bến Nhân Đồn, 50 đoạn Văn Bơ. Rồi 58 nè. Đây có những cái hẻm mà đi ra đường Vĩnh Khánh luôn á. Này tới 62, 64. Đây cái hẻm này đi qua đường Vĩnh Khánh luôn nè. Đây 72, 74 đây. Đây hai nhà này thì rất là ngắn. Rất là ngắn do phải giải tỏa để làm cái cầu Ca Mét này. Do người ta ngồi trước cửa nhà nên mình không có tiện đứng lâu ha. Cô chú anh chị có thể bấm dừng, để mình xem lại rõ hơn ha. Hoặc là bấm chậm á. Ở YouTube nó có chức năng lay chậm 0.5 thôi. Cái nội dung này chỉ có thể đi buổi chiều nên buổi trưa rất là đông, rất là nắng nữa. Nắng mà mình đi vòng vòng mình nhìn người ta, suy nghĩ kỳ lắm. Nên mình đi lúc mát nó tiện hơn. Cuối đây là đường Hoàng Diệu và đoạn Văn Bơ. Thì đến đây chắc anh xin tạm dừng cái hành trình của chúng ta hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Hôm bữa thì mình đi buổi tối, có thể chúng ta nhìn không rõ. Bữa thì em đi bên kia đường, đi đến cả chợ Xóm Chiếu. Thì hôm nay em đi bên đây đường để đi về cầu Ông Lãnh. Một số hình ảnh ở địa chỉ 724 gửi anh, cô chú Hưng Phạm, anh chị Hưng Phạm, xin lỗi em không biết xưng hô thế nào cho phải ha. Rồi. Và đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị bạn đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi video này. Có gì thì cô chú chị cho em xin cái comment để mình chia sẻ nhau nhiều hơn ha.